Rồi. Đây. Chào mọi người nha. Chào mọi người. Nay là tiếp tục bắt cá bông nha mọi người. Em đem cái này gì? Đem cái này lên ngày hôm qua. Chắc cây kia bự lắm. Không ra sao. Hả? Này hả? Ờ.
Nói chung là mùa mưa là gì là cũng ok nha mọi người. Đây là mặt mùa mưa nha mọi người. Thì mặt đang vô lại nha mọi người. Đó. Đây là thỏ bắc ngâu này, là bữa nay là ngày chủ nhật nha mọi người. Nay 12 tây chủ nhật á. Chiều nay thì thỏ úp lên luôn nha mọi người. Về nói chung cũng rất ok rồi. Nó không có được nhiều như mình, gì là rất là đạt nha mọi người. Mùa mưa thì gì nó rất là đạt. Sẽ lấy mặt đây nha. Chứ trời quá cao mọi người. Là tổng đàn mọi người. Hôm nay chém bơ mà để có mặt hết trơn em. Cũng được anh Phụng ơi. Cũng được, thấy cũng có mặt. Thank you.
vòng. Lại nha. Ngồi xuống đi. Cái bù quá bù. Hôm nay tao vào qua bắt sao được cái này, đợt này không bù quá. Ừ. Không biết cách bắt nó. Nó quấn nó bằng giò chứ bằng tay em. Quấn bằng giò nhiều. Quấn giò chống giò quấn. Ghê vậy. Em ngồi khói kìa, em ngồi giữa khói kìa. Nó quá rồi. Kể đi đó. Đây là trên Đồng Nai nha mọi người. Thì hiện giờ là trên Đồng Nai là mặt nó khó rồi nha mọi người. Đồng Nai mặt nó vô lại rồi đó. Mặt vô lại ngon luôn. Mặt này mặt vừa vô lại luôn. Mặc áo á chứ nữa, không áo dữ lắm. Này có người bắt rồi nha. Chưa bắt là phao mới là cũng ngon ha. Cái này đậu phủ thôi. Chim em quá trời kìa. Thấy chân coi đây. Đây là quả nha mọi người. Mặt này luôn á, chứ không khô nha. Nè. Người thấy không? Mặt này luôn á. Chạy ngoài đi. Đi. Tạm biệt mọi người nha.